Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Như ở những chuyên đề trước, Dr. Vet đã cùng quý vị đi tìm hiểu về quy trình khai thác tinh ở trên heo trong video hướng dẫn lấy tinh heo đực. Quý bà con nào chưa xem có thể xem lại link chúng tôi để ở bên dưới. Sau khi khai thác tinh, lượng tinh chúng ta khai thác được khoảng từ 150 đến 300ml. Với lượng tinh này có thể pha từ 20 đến 30 liều. Đối với trại có quy mô lớn thì số tinh này có thể pha ra sử dụng phối cho nái hết một buổi vì số nái cần phối trong một lần nhiều, không cần bảo quản. Còn đối với đối tượng như trại quy mô nhỏ, nái ít cần bảo quản tinh do không phối hết một lần. Trại heo đực kinh doanh tinh, ra trại mua tinh về để phối thì chúng ta cần chú ý đến những yếu tố nào để tránh ảnh hưởng đến chất lượng của liều tinh. Vậy câu hỏi đặt ra là các yếu tố nào cần chú ý để đảm bảo liều tinh được tốt nhất? Thì sau đây mời quý vị và bà con hãy cùng Dr. Vet đi trả lời câu hỏi này. 1. Bảo quản tinh heo. Muốn bảo quản tinh, bà con cần chú ý đến những điều sau. Thứ nhất là môi trường pha tinh. Ngày nay có nhiều công ty phân phối nhóm hàng này, bà con để ý ngày bảo quản trên tem nhãn sản phẩm. Thông thường các gói môi trường pha tinh bảo quản sẽ có loại 3 ngày và 7 ngày. Đây là ngày mà bà con có thể bảo quản tinh khi dùng môi trường này để pha. Nếu tinh bảo quản quá ngày so với môi trường pha tinh thì chúng ta phải hủy tinh. Thứ hai, tuýp tinh hay lọ đựng tinh. Khi đóng tinh vào tuýp hay lọ thì bà con đều phải chú ý là cần phải đóng kín, không tạo ra các khoảng trống vì khi có khoảng trống trong quá trình vận chuyển sẽ gây sóc lắc, làm tiêu hao năng lượng của tinh trùng, giảm chất lượng của tinh. Hiện nay, nhiều trang trại lớn áp dụng pha và đóng tinh tự động bằng máy. Điều này giúp cho tuýp tinh luôn được đảm bảo. Thứ ba, nhiệt độ bảo quản. Nhiệt độ phù hợp nhất để bảo quản tinh là từ 17 đến 18 độ C. Sau khi pha tinh xong, trước khi đưa vào tủ để bảo quản, bà con cần làm những bước sau. Sau khi đóng tinh xong, cho tinh vào túi bóng đen, tránh ánh sáng để làm tinh hoạt động mạnh, để bên ngoài khoảng 15 đến 20 phút với nhiệt độ phòng là từ 25 đến 27 độ C. Sau đó, cho vào tủ chuyên dụng để bảo quản, nhiệt độ của tủ là 17 độ C. Cần thực hiện đủ hai bước trên để tránh hiện tượng sốc nhiệt làm tinh chết. Trong quá trình bảo quản, hàng ngày cầm lọ tinh đảo nhẹ nhàng 1 đến 2 lần trên ngày cho tinh dịch và các chất lắng cặn trong tinh được trộn đều, không sóc lắc mạnh. Còn đối với bà con đi mua tinh về để phối, bà con hạn chế mua tích tinh, mua đủ để phối trong ngày. Bà con bảo quản không đúng thì chất lượng của liều tinh sẽ giảm, có thể sẽ chết tinh. 2. Xử lý liều tinh sao cho đúng trước khi phối. Thứ nhất, đối với tinh lấy từ tủ bảo quản ra, bà con chú ý tinh đang được bảo quản ở 17 độ C, còn thân nhiệt của con heo là 38 độ C. Do đó, để tránh tinh bị hiện tượng sốc nhiệt thì chúng ta cần phải nâng nhiệt độ của liều tinh lên ngang với thân nhiệt của con heo trước khi phối. Và quá trình này cần phải làm từ từ từng bước một, không nâng đột ngột từ 17 độ lên vì sẽ làm tinh sốc nhiệt, mất khả năng vận động của tinh trùng. Vì vậy, chúng ta nên chia thành hai đợt nâng tinh. Đợt 1, nâng tinh từ 17 lên 25 hoặc 27 độ. Chuẩn bị nước từ 25 đến 27 độ C. Sau khi đã chuẩn bị nước xong, cho tinh vào để 10 phút. Đợt 2, nâng tinh từ 27 độ lên 35 hoặc 38 độ. Chuẩn bị nước đến 38 độ. Sau khi đã chuẩn bị nước xong, cho tinh vào ngâm. Ngâm 10 phút. Sau khi nâng tinh xong, kiểm tra chất lượng tinh trước khi đem phối bằng kính hiển vi. Đối với hộ chăn nuôi nhỏ lẻ sẽ khó kiểm tra được chất lượng tinh sau khi bảo quản. Vì vậy, bà con hãy mua tinh ở những cơ sở uy tín, họ sẽ kiểm tra định kỳ trước khi bán cho bà con. Thứ hai, đối với tinh mới khai thác xong. Nếu tinh mới khai thác xong rồi pha thì bà con không cần nâng nhiệt. Thứ ba, đối với tinh bà con mua về. Nếu bà con cầm tinh trong tay còn thấy lạnh thì bà con cũng cần làm quá trình nâng nhiệt như trên. Nếu không có nhiệt kế thì bà con cần pha nước nóng ra chậu, sau đó cho tay vào kiểm tra ẩm ấm thì bà con ngâm liều tinh vào đó một chút là có thể đem phối được. Do quá trình vận chuyển thì nhiệt độ của liều tinh đã được nâng ấm lên rồi. 3. Chú ý khi vận chuyển. Trong quá trình vận chuyển, bán tinh hoặc mua tinh, sau khi pha tinh xong cần để yên tĩnh 30 phút rồi mới di chuyển sang trại khác. Trong quá trình vận chuyển thì cần bọc tinh trong túi bóng kín để tránh ánh sáng, dùng thùng xốp để bảo quản, nên dùng đá khô để không bị chảy nước ra. Các bước bảo quản trong quá trình vận chuyển, cho đá khô ở đáy thùng xốp, tiếp theo cho đến khăn dày hoặc lớp xốp mỏng nhưng không để tinh tiếp xúc trực tiếp với đá. Sau đó xếp tinh vào, lặp lại quá trình như trên.
khi vận chuyển đảm bảo nhẹ nhàng, tránh sóc lắc mạnh vì các phần của tinh trùng liên kết với nhau lỏng lẻo, khi chấn động mạnh sẽ phá hỏng cấu trúc của tinh trùng. Đối với hộ chăn nuôi nhỏ lẻ mua ít, bà con mua tinh ở bên ngoài thì có thể dùng cặp lồng nhỏ hoặc hộp nhựa hoặc túi bóng đen để bảo quản trong quá trình đi đường. Quá trình này thì cần nhẹ nhàng, hạn chế tối đa sóc lắc mạnh. Tinh mua về không phối ngay thì chúng ta cần phải bảo quản. Đối với mùa đông nhiệt độ thấp hơn 15 độ C thì sử dụng hộp xốp hoặc khăn sạch bọc kín liều tinh để ủ ấm tinh. Với mùa hè khi nhiệt độ cao thì cần bảo quản tinh ở những nơi thoáng mát, ít ánh sáng, có thể sử dụng khăn sạch ướt bọc kín tuýp tinh. Nếu sử dụng hộp xốp có đá thì không đặt trực tiếp đá lên mà cần cách ly qua lớp khăn dày để tránh hiện tượng tinh bị lạnh tại vị trí tiếp xúc với đá, hoặc có thể bọc một lớp xốp ở bên ngoài tuýp tinh cho vào túi bóng đen và để ở ngăn mát tủ lạnh gia đình. Như vậy, Dr. Vet đã hướng dẫn bà con về kỹ thuật bảo quản, vận chuyển, các bước làm trước khi phối tinh. Rất mong video trên sẽ góp một phần kinh nghiệm để bà con chăn nuôi ngày càng thành công. Xin chào và hẹn gặp lại!